phiên bản Senko mà vòng xoay mặt thì mã hình như là mã 854. Em vừa giới thiệu cho mọi người một em Senko cũng là dòng xoay mặt nhưng mà phiên bản màu vàng. Em này là phiên bản màu ghi mọi người nhé. Có ghi vàng và trắng sữa. Mọi người thích cái mẫu nào thì có thể tham khảo, hay là không gian nhà mình hợp với màu nào thì có thể lấy cái màu đó. Đây là một trong những cái mẫu đồng hồ cực kỳ hot tại shop Sanraban, bởi vì là cứ về cái mẫu này là hết luôn. Giá cả hợp lý, hình thức đẹp, rồi cái tạo hình hay là cái các bản nhạc của em đồng hồ này rất là hay. Thì khi mà tròn giờ đồng hồ sẽ đánh nhạc, có 6 bản nhạc ở phần mặt đây. Và mặt đồng hồ sẽ xoay, nhạc công ở bên trên chuyển động, phần bên dưới bộ phận lắc xoay liên tục xoay để cho chiếc đồng hồ đỡ bị nhàng. Em này kích thước của nó rất là to, kích thước 43x37, mã là 858. Chắc là không cần phải review, cũng không cần phải giới thiệu nhiều về em này nữa. Để các bác, vì là quay quá nhiều clip về chiếc đồng hồ này rồi. Em này thì hơi có một chút vết kiểu thời gian ấy, hơi bẩn bẩn một chút, nhưng mà mình treo cao thì không thể nhìn thấy bởi vì là phần vành ngoài hoàn hảo, các vành mặt kính cũng như là các phần vành nhựa ở phần là ở xung quanh là đẹp hoàn hảo luôn. Chỉ có mỗi một vết đấy, mình đứng em cách xa khoảng tầm 50 phân đây là cũng không nhìn thấy được nữa rồi. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho mọi người một em đồng hồ Senko xoay mặt. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ Senko này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sanraban Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn, web đồng hồ xưa.vn. Giá của chiếc đồng hồ là 3,2 triệu. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.